Tiến Bình Dương xin chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc nhé. Buổi tối hôm nay bây giờ là 7:30. Buổi tối hôm nay thì Tiến Bình Dương xin chào đến những anh em thợ máy trên toàn quốc, cũng như là muốn hỏi thăm anh em một chút và cũng muốn chia sẻ với anh em một chút. Không biết là lâu nay thì anh em làm xe thì anh em có chịu nghiên cứu không nhỉ? Không biết là anh em làm xe thì ngoài thời gian rảnh ra thì anh em làm gì? Lướt web, học hỏi, hay là lên mạng chém gió, hay là vào YouTube xem mấy cái thứ linh tinh, đúng không ạ? Thì hôm nay Tiến Bình Dương này nhá, đầu tiên là buổi tối hôm nay là chúc anh em dồi dào sức khỏe, vui vẻ bên gia đình. Thứ nhất, thứ hai là hôm nay thì Tiến Bình Dương muốn chia sẻ đến cho anh em một xíu về cái phương pháp để phân tích sơ đồ, xem sơ đồ mà anh em đang dùng tài liệu của Tiến Bình Dương nhé. Thực ra thì cũng rất là đơn giản thôi. Hiện nay thì ở Việt Nam thì các bạn cũng biết rồi đấy, anh em cũng biết rồi đấy, Việt Nam thì hiện nay thì tính trên đầu ngón tay thì cũng khá rất là nhiều những cái trung tâm dạy nghề, cũng như là có rất nhiều những cái lớp dạy phun xăng điện tử giống như của Tiến Bình Dương. Thì quan điểm của Tiến Bình Dương là không cạnh tranh với ai hết á, không cạnh tranh ai cả, công an việc ai lấy làm thôi, thì công việc của mỗi người, cơm mỗi người tự ăn, thấy không, là không ai đụng chạm tới ai. Còn quan điểm của mình thì mình chỉ nhắc anh em thợ máy này, anh em có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau, có duyên thì chúng ta sẽ biết nhau ha, có duyên thì chúng ta sẽ được làm anh em thầy trò với nhau, tình huynh đệ với nhau ha. Thì hiện nay thì tính từ cả nước, từ Bắc vào Nam thì có rất nhiều lớp FI. Thì cái việc mà anh em có duyên ở đâu thì chúng ta sẽ học ở đó. Anh em có duyên với ai thì anh em sẽ được gặp những người thầy đó. Và anh em lĩnh hội được những gì của người thầy đã truyền cho mình thì đó là cái vinh dự của anh em. Chứ thực ra thì bỏ ra vài triệu bạc đi học để mà giỏi được thì nó còn phải phụ thuộc vào anh em nữa, đúng không ạ? Nó phải phụ thuộc vào cái vấn đề là thời gian và cái công sức của anh em nữa. Chứ không đơn giản chỉ là học xong là giỏi được ngay đâu ạ. Đó. Thì hôm nay cái vấn đề mà mình muốn nói với anh em là thứ nhất là quan điểm của Tiến là có duyên thì biết nhau, có duyên thì gặp nhau. Đó. Và có duyên hơn nữa thì mới được làm thầy trò anh em với nhau. Còn những anh em nào chưa có duyên thì là chúng ta chưa gặp nhau, vậy thôi. Đó. Vậy thì hôm nay mình sẽ đi vào cái vấn đề là mình sẽ chia sẻ cho một số anh em thợ máy một chút xíu về cái cách phân tích mạch sơ đồ mạch điện. Và cũng có rất nhiều những anh em đi học ở nơi khác cũng như là học ở Tiến rồi về có khả năng là có tài liệu nhưng mà cũng chưa chịu nghiên cứu. Thì hôm nay các anh hãy cố gắng mở sách ra, để chúng ta ôn bài cũng như là chúng ta cách xem sơ đồ làm sao đơn giản nhất. Bởi vì quan điểm của mình là chúng ta học là học phải học từ cái cơ đơn giản, học phải học từ cái cơ bản đi lên chứ không phải học những cái cao siêu. Đó. Hiện nay thì có rất nhiều những anh em là thích học những cái cao siêu mà rốt cuộc học về có làm được đâu, học về có kiếm tiền được đâu, đúng không ạ? Mình phải học từ cái căn bản đi lên, học từ cái dễ nhất đến cái khó, chứ không chỉ đơn thuần là cứ thích học những cái khó thì cái dễ bỏ qua không được ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một bài học, hôm nay là bài học xem sơ đồ của Tiến Bình Dương, cũng như là bài học liên quan đến cái hệ thống của khóa Smart Key ha. Rồi mời anh em nhìn mặt, mời anh em nhìn lên điện thoại, nhìn vào màn hình. Đây. Đó. Thì ở trên bảng mình đây là một cái sơ đồ mạch điện của Yamaha. Ha. Của Yamaha. Rồi. Thì đầu tiên thì chúng ta hãy quan tâm này. Chúng ta sẽ phân tích như sau này. Trong một cái hệ thống khóa thông minh
thì nó sẽ có bao gồm một con SCU và một con ECM. Tuy nhiên thì trong một cái hệ thống khóa thông minh như thế này thì về cái vấn đề về cái góc độ mà con ECM á thì nó chỉ liên quan đến hệ thống nó khởi động động cơ thôi. Còn trên cái sơ đồ của nó thì nó chỉ có, như nói riêng về Yamaha thì nó chỉ có một dây truyền tín hiệu ID mà thôi. Không chấn động được à? Mẹ. Hồ nào thế nhỉ? Rồi, đó thì về cái vấn đề mà về con ECM thì nó chỉ liên quan có một dây điện mà thôi, tức là dây này là dây được gọi là dây truyền ID. Nó một cách đơn giản để cho anh em hiểu như là dây truyền ID cũng như là dây để xác nhận cho động cơ có thể khởi động được, nổ được ha, có thể nổ được, đó là nhờ vào dây ID. Chúng ta nhìn vào chân số 5 á, ha, chân số 5 đó, thì cái chân số 5 nó là chân ID. Thì thông thường cái chân số 5 là chúng ta không đo, phải không? Chúng ta không đo bằng cách là đo vôn để xác nhận, để xác định được là hỏng hay không. Bởi vì cái chân số 5 khi mà nó có lỗi thì chúng ta sẽ phát hiện ra, nó sẽ báo lỗi trên cái đèn báo khóa cho chúng ta biết đó, hoặc là mất kết nối giữa cái dây số 5 với lại ECM thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái mã lỗi để chúng ta biết được dây đó có vấn đề hay không. Còn cái trường hợp nếu mà anh em cố tình thay một cái bộ mới mà nếu chúng ta không cài đặt, không đồng nhất với nhau thì cái chân số 5 với lại ECM nó cũng không xác nhận là đúng mã để nổ máy thì động cơ cũng không thể khởi động được. Cho nên chính vì vậy mà anh em để ý ấy, khi mà muốn kiểm tra được chân số 5 thì các bạn chỉ cần thứ nhất là đo thông mạch, thứ hai là các bạn chỉ cần xác định cho tôi vào cái số lần nháy của mã lỗi thôi, chứ chúng ta không cần phải quan tâm tới cái việc mà đo vôn nha. Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn và giải thích cho anh em hiểu. Đầu tiên thì các bạn quan sát này, đầu tiên là cái chân số 1 với chân số 7. Thì ở đây chân số 1 và chân số 7 là cái chân được kết nối từ con SCU đi về bóng đèn xi nhan trái và phải. Thì cái dây này được con SCU nó sẽ điều khiển nguồn điện là nguồn điện dương. Khi có tác động của FBO, tức là bấm tìm xe, chúng ta bấm vào chế độ tìm xe, thì lúc này con SCU điều khiển khóa thông minh nó sẽ nối điện dương vào cho bóng đèn xi nhan để đèn xi nhan có thể sáng được, hoạt động được. Còn đèn xi nhan thì luôn luôn có mát sẵn. Rồi, đó. Và đây là con SCU này chính là cái con điều khiển ổ khóa thông minh các bạn nha. Đây chúng ta có thể gọi nó là SCU hoặc chúng ta gọi nó là con IC điều khiển khóa, được chưa? Bởi vì nếu con IC điều khiển khóa không làm việc thì chúng ta sẽ không thể mở được cái khóa lên. Đó, không thể mở được khóa lên. Rồi, đó. Thì chân số 1 với chân số 7 là tín hiệu dương cấp đến đèn xi nhan. Khi mà chúng ta bấm vào remote thì chúng ta sẽ thấy cái tín hiệu này cấp nguồn dương đến đèn xi nhan để cho đèn sáng. Còn chân số 4 tức là chân này được gọi là chân mát điều khiển cái kèn báo động các bạn nha. Đó, cái kèn báo động tức là khi chúng ta bấm tìm xe đó, khi chúng ta bấm tìm xe thì con SCU nó sẽ cấp mát vào chân số 4 đóng cho cái kèn, thì lúc này chúng ta sẽ nghe thấy có tiếng kèn kêu tít tít, đó gọi là tín hiệu tìm xe, được chưa? Rồi, còn chân số 5 như lúc nãy mình vừa giải thích cho anh em là chân số 5 là chân truyền tín hiệu xác nhận ID về ECM để động cơ có thể nổ được. Tóm lại chúng ta sẽ hiểu một cách đơn giản, chân số 5 với ECM, nếu hai dây này không kết nối được với nhau thì động cơ nổ được, động cơ đề được nhưng sẽ mất lửa bởi vì không xác nhận được tín hiệu ID. Bởi vì con ECM nó bắt buộc phải xác nhận được tín hiệu ID của chân số 5 gửi về thì nó mới cho phép xe nổ. Còn cái chỗ ngã ba mà đi lên đồng hồ đa năng thì cái dây đó chỉ là cái dây báo hệ thống FI thôi. Còn cái dây nguồn 12V thì đó là cái rắc đọc lỗi các bạn nha. Đó là cái rắc đọc lỗi để anh em kết nối cái máy chẩn đoán vào đó thôi. Được chưa? Còn chân số 10 là đỏ sọc trắng, thì cái chân số 10 này là con SCU sẽ điều khiển mát lên bóng đèn báo khóa smart key. Tức rằng là khi hệ thống smart key có lỗi lầm gì đó thì cái chân
chân số 10 đó sẽ dập mát cho bóng đèn. Còn trên bóng đèn smart cây thì luôn luôn có nguồn dương đó đang chờ nguồn âm của bóng chân số 10 lên thôi. Còn chân 12 là nguồn trực tiếp từ ắc quy đến nha. Chân 12 là nguồn ắc quy đến đi qua cầu trì, thì cái cầu trì này được gọi là cầu trì của hệ thống smart cây. Khi cầu trì này đứt thì chúng ta bấm tìm xe không được, chúng ta mở khóa không được bởi vì mất nguồn rồi. Rồi, còn chân số 2 là từ ắc quy đi lên thì đây là nguồn âm. Nguồn âm này là nguồn nuôi cho SCU ha, nuôi cho SCU để SCU nó có nguồn. Luôn luôn có nguồn âm. Còn chân số 3 thì đối với chân số 3 của xe NVX ha thì nó sẽ chờ mát của công tắc chống nghiêng nối đến chân số 3. Mục đích là để trong trường hợp khách hàng gạt công tắc chống ngang xuống nhưng mang giờ mót đi ra khỏi xe và quên chưa tắt khóa xe, thì cái chân số 3 này được gọi là chân số 3 chờ mát của công tắc chống ngang cấp nền. Mục đích để báo cho người sử dụng biết rằng khi cách xa xe 2m, nếu cái ổ khóa, cái núm khóa đang ở chế độ on, có nghĩa là chúng ta quan sát vào đây nha, quan sát vào chân số 6 đó, chân số 6 và chân số 9 đó, tức rằng là khi anh em mở khóa lên, khi mà khách hàng họ đang sử dụng xe, họ quên họ chưa tắt khóa mà họ gạt công tắc chống ngang xuống rồi ha, mà nếu cái giờ mót đi xa xe khoảng 2m thì ngay lập tức lúc này con SCU nhận được tín hiệu là cái công tắc chống ngang đang nối mát cho SCU. SCU nó mới hiểu được là chống nghiêng đã gạt, vậy tại sao số 6 và số 9 vẫn còn nguồn dương trong khi lại không có tín hiệu của remote đó, thì ngay lập tức lúc này con SCU sẽ cấp điện đến chân số 4, tức là cái còi đó nha, tức là cái còi nó sẽ báo hiệu lên tút 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 đó, để cho người sử dụng biết rằng là mình đang quên chưa tắt chìa khóa. Chúng ta hiểu ý không ạ? Rồi, vậy thì đối với xe NVX là nó chờ mát, còn đối với xe gian nút là nó chờ dương anh em nha. Đó, vậy thì bây giờ tôi lấy ví dụ đi, nếu cái chân số 3 mà đứt bị hỏng thì có nghĩa rằng khi gạt chống nghiêng xuống mà chúng ta quên chưa tắt máy, tức là chưa tắt chìa khóa đó, thì có nghĩa con SCU sẽ không thể báo động vào chân số 4 được nếu như chân số 3 không làm việc. Chúng ta hiểu vấn đề này không ạ? Rồi, tiếp theo đó là chân 11 thì chúng ta quan sát này. Ở trong cái núm khóa thì luôn luôn có một cái công tắc, giống chúng ta hiểu đơn giản đi, nó là một cái công tắc stop thôi. Nó chỉ đơn giản nó là một cái công tắc stop. Vậy thì khi mà trong quá trình chúng ta nhấn vào núm ha, trong trường hợp mà chúng ta nhấn vào núm này rồi, chúng ta nhấn vào núm này, thì khi chúng ta nhấn vô đây thì có nghĩa là cái công tắc này này đó, nó sẽ nối mát sườn, dây mát sườn đi lên này, nối mát sườn chạm vào dây đỏ vàng chân 11. Tức rằng khi chúng ta nối mát vào chân 11 với điều kiện cái remote đang ở gần xe, thì lúc này con SCU nhận được tín hiệu nguồn mát vào chân 11 thì ngay lập tức con SCU sẽ cấp điện dương vào chân số 8. Thì lúc này cái chân số 8 có nguồn dương và nguồn âm là có sẵn, thì ngay lập tức ở trong cái ổ khóa nó có cái chốt từ, thì cái chốt từ này được biểu tượng giống như một cái con điện trở, cái lò xo trở này gọi là giờ le, giống như giờ le đó. Thì khi có điện vào thì cái cuộn từ nó sẽ hít cái chốt lên để nó giúp cho chúng ta vặn được cái núm khóa lên. Vậy thì khi vặn được núm khóa lên thì đối với cái ổ khóa, núm khóa của xe tay ga đời mới bây giờ thì xe nào nó cũng có 3 lớp. Lớp 1 là để mở yên, lớp 2 là để mở khóa. Đó, vậy thì khi mà cái chốt từ được cấp điện vào thì chúng ta có thể vặn được khóa lên. Thì đối với Yamaha thì khi anh em vặn lên cái lớp số 1 thì có nghĩa là dây đỏ này nó sẽ nối vào dây trắng, xanh lá trắng và đưa đến chân số 6 của SCU. Còn nếu chúng ta vặn thêm một lớp nữa là chân số 9, tức là dây nâu, nó mới có điện.
Đó, thì có nghĩa rằng ở Yamaha nó luôn 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 khi chúng ta bật lên một lắc, thì chân số 6, sẽ có điện. Thì khi có điện, lúc này chúng ta là vào, chúng ta đang ở chế độ là chúng ta mở yên. Vậy thì khi mà đang ở chế độ mở yên mà chúng ta quên, cũng giống như tôi vừa nói, chúng ta quên, chúng ta chưa tắt chìa khóa đi, chúng ta chưa tắt hẳn về off, mà chúng ta đang để ở lắc đầu tiên, tức là lắc 1 đấy, là lắc mà xe chưa có điện á, thì lúc này ở ổ khóa nó có 3 dây điện, thì chân số 6 nó đã có điện rồi, là bởi vì chúng ta bật lên mới được một lắc là chân số 6 đã có điện. Chừng nào bật thêm một lắc nữa là lắc số 2 thì lúc đó dây số 9 sẽ có điện. Cho nên ở đây cái nguồn đối với con SCU này, cái nguồn quan trọng là nguồn nâu, còn tức là nguồn số 9 là nguồn quan trọng, còn cái nguồn số 6 nó chỉ là cái nguồn báo cho anh em biết là quên, trong trường hợp quên mà chúng ta đang ở chế độ mở yên mà chúng ta chưa tắt hẳn cái núm khóa, thì có nghĩa nếu mang cái remote đi xa thì ngay lập tức cái hệ thống báo quên tắt núm khóa ở cái còi của chân số 4 sẽ được con SCU điều khiển ngay. Đó. Rồi, như vậy là tôi đã trình bày cho anh em hiểu thế nào, như thế nào là cái xem sơ đồ một cách đơn giản, thì chúng ta nhìn vào chúng ta phải hiểu và phải phân tích được bằng cách như vậy. Và khi anh em hiểu được như thế rồi thì cái việc mà làm smart key thì quá đơn giản. Hiểu chưa? Đó. Tôi lấy ví dụ bây giờ này, tôi giả thích như thế này, tôi giả dụ này cho anh em hiểu như này ha. Một chiếc xe smart key vào trong tình trạng không mở được núm khóa. Ok. Không mở được núm khóa thì các bạn sẽ phải kiểm tra như sau. Đầu tiên cái FBO ha, đầu tiên là cái FBO, tức là cái FBO này. Đó. Là cái phát tín hiệu sóng đến SCU. Thì đầu tiên là cái con FBO này nó phải đang ở chế độ on. Bởi vì khi ở chế độ on rồi thì chúng ta có thể kích hoạt được mở núm khóa. Vậy thì bây giờ tôi lại lấy ví dụ tiếp theo này, những cái trường hợp mà không mở được núm khóa này. Thì bây giờ nếu cái remote, tức là cái FBO á, nó đã ở cái chế độ on rồi mà chúng ta vẫn không mở được núm khóa, thì chúng ta có một cái mẹo như sau. Chúng ta bấm một lần vào remote. Nếu đèn xi nhan còn sáng, còi còn kêu thì có nghĩa rằng chân số 2 và chân 12, tức là nguồn bình cấp cho SCU, đang hoạt động tốt, cầu trì không đứt. Đó. Còn nếu trường hợp mà các bạn không mở được núm khóa mà các bạn bấm vào remote mà đèn xi nhan không sáng, còi không kêu, thì chắc chắn rằng các bạn phải quan tâm tới cái bình ắc quy và quan tâm tới cái cầu trì. Bởi vì không có nguồn cho nên chúng ta bấm tìm xe đâu có được đâu. Được chưa? Đó là cách phân tích bệnh. Rồi. Và những cái trường hợp tiếp theo không mở được núm khóa. Remote không hết pin, remote đang ở chế độ on, bình điện cấp điện đến chân 2 và chân 9 à xin lỗi chân 2 và chân 12 tốt. Vậy thì bây giờ không mở được núm khóa thì chúng ta phải kiểm tra cái công tắc nối mát, tức được gọi là công tắc đánh thức chân 11. Thì lúc này chúng ta phải kiểm tra được là rút cái con SCU ra đo chân 11 với mát. Chúng ta nhấn vào cái núm khóa thì lúc này cái công tắc đó phải nối mát cho chân 11, thì chúng ta mới kết luận được là cái công tắc núm khóa, cái công tắc đánh thức đó không bị hỏng, công tắc đó đang còn thông mạch, đang còn tốt, là không bị hỏng. Rồi, và tiếp theo, nếu điều kiện của chúng ta kiểm tra bao gồm này, remote tốt, pin tốt, đang ở chế độ on rồi, chân số 2 có điện rồi, chân số mát có điện rồi, kích chúng ta nhấn vào núm khóa, chân số 11 có điện âm luôn rồi mà vẫn không mở được núm khóa, thì chắc chắn rằng chân số 8, chắc chắn là chân số 8 đang có vấn đề. Vậy thì vấn đề ở đây sẽ đặt ra là, một là cái cuộn từ trong cái con dơ le chốt từ đó bị đứt, bị hỏng, bị cháy, vân vân. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cái chân số 8, con SCU không thể dập nguồn dương đến được cái chốt từ. Vậy thì cách rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần muốn biết được cái chân số 8 đó, con SCU có cấp điện dài không, chúng ta chỉ cần lấy bóng đèn, chúng ta đo với nguồn âm, chúng ta nhấn vào cái núm khóa thì chân số 8 phải kích điện ra cho bóng đèn sáng hoặc là 12V. Đó, đó là cách để chúng ta loại trừ con SCU. Đó, thì chúng ta kết luận như vậy là cái chân số 8, con SCU có cấp điện đến chốt từ hay không.
Đó là cái cách mà chúng ta làm theo kiểu phương pháp. Còn nếu chúng ta muốn làm theo một cách đơn giản, giống như tôi vẫn dạy anh em lâu nay, thì một cách rất là đơn giản đó là như này. Nếu các bạn nghi ngờ cái chốt từ có vấn đề thì cái việc rất là đơn giản thôi, là các bạn chỉ cần tháo con SCU ra, rút con SCU ra, sau đó các bạn lấy một cái nguồn dương bình, các bạn nối vào chân số 8 thì ngay lập tức cái chốt từ nó sẽ kêu một tiếng tạch, thì có nghĩa là cái núm khóa nó sẽ mở. Vậy thì nếu mà chúng ta cấp điện vào chân 8 và chân số 8 rồi mà cái núm khóa nó hít và nó cho chúng ta mở lên được, như vậy thì chúng ta đã có thể kết luận là cái chốt từ, cái núm khóa không bị kẹt, không bị hỏng. Mà lý do chân số 8 không có điện đó là con lỗi do SCU bị hỏng. Đó, chúng ta hình dung được chưa ạ? Đó. Và trường hợp mà đối với trường hợp mà chúng ta thử như vậy thì anh em nhớ dùm tôi là tuyệt đối không được trích dây để dí cái điện 12V vào đó, mà anh em làm phải đúng bài bản là phải tháo con SCU ra ngoài rồi bắt đầu lấy chân 8 dí vào cọc dương. Như vậy thì cái núm khóa nó sẽ mở. Nếu núm khóa mở thì là hỏng SCU. Nếu núm khóa không mở là hỏng cuộn từ, hỏng cái chốt từ trong dơ le, dơ le từ ở trong cái núm khóa. Anh em hiểu chưa? Rồi, ok. Đó, thì như vậy là đấy là cái một cái bài về khóa thông minh rất đơn giản thôi. Vậy thì anh em đã xem bài này rồi thì các bạn chắc chắn rằng là Yamaha các bạn làm được thì Honda các bạn cũng làm được nha. Các bạn không cần phải đề nặng cái vấn đề là hãng nào hay xe gì nha. Đều giống nhau hết, phương pháp của nó đều là như nhau hết nha. Đó. Rồi, và cái việc của mình là chia sẻ cho anh em rồi. Còn việc nào còn lại của anh em là bây giờ anh em phải tự kiểm tra, tự thực hành thôi nha. Đó. Cho nên là những cái khóa học của mình thì mình chỉ luôn luôn mong muốn anh em tiếp thu tốt, và cũng mong muốn anh em là hãy nhớ một điều, chúng ta hãy luôn luôn phải học những cái căn bản đi lên chứ không phải học những cái cao siêu. Và anh em nên nhớ, tất nhiên là học rất là tốt, nhưng tuy nhiên chúng ta hãy nhớ đừng quá lãng phí nhiều với những cái thời gian rảnh rỗi. Những cái thời gian đó hãy dành vào cái công việc để chúng ta tập trung vào nghiên cứu thì tay nghề của chúng ta mới lên được. Còn nếu các bạn cứ chỉ dừng lại ở cái những cái gì, các bạn chỉ dừng lại ở những cái gì người ta dạy thôi thì chắc chắn các bạn không thành công được đâu ạ. Các bạn phải phát huy những cái gì đã học, chứ không phải là suốt ngày chỉ biết đến những cái gì người ta dạy các bạn nhé. Đó là lời chia sẻ tâm sự thật của Tiến ha. Thì Tiến cũng mong anh em là tiếp thu và cũng mong anh em thành công. Bởi vì quan điểm của mình thì mình muốn giúp anh em bằng cái thực tế, muốn giúp anh em bằng cái căn bản, bằng cái đơn giản đi lên. Các bạn muốn làm được cái cao siêu thì các bạn phải làm tốt những cái đơn giản trước đã. Còn nếu anh em không làm được những cái đơn giản thì các bạn không thể làm được cái cao siêu. Tôi lấy ví dụ như thế này. Một con xe vào trong tình trạng xe chạy không ngọt, xe chạy không ổn định, garanti không ổn định, thì cái việc đầu tiên tôi lấy ví dụ đi, một cái xe vào chạy xe vào trong tình trạng là nổ không đều tiếng, nổ không ngon, không ngọt, thì cái việc đơn giản nhất của anh em là anh em phải kiểm tra được xăng lửa cái đã, đúng không ạ? Thì cái xăng lửa ở đây là gì ạ? Xăng lửa ở đây không phải là các bạn lôi máy móc thiết bị gì ra đo ghê gớm cả. Xăng lửa ở đây rất là đơn giản thôi. Các bạn phải nghĩ ngay, nghĩ giống như những cái xe mà lâu nay các bạn đang làm, tức là những cái xe phổ thông ở ngoài công việc hàng ngày các bạn đang làm. Một cái xe vào trong tình trạng là lổ không đều thì việc đầu tiên là kiểm tra lửa. Vậy thì lửa ở đây là như thế nào? Lửa ở đây có nhiều anh em hiểu sai. Anh em chỉ nghĩ là tháo ra xem là ở mobin có lửa hay không, như vậy là tốt rồi. Dạ xin thưa, không phải. Mà anh em phải hiểu như này, lửa ở đây tốt hay không là cái lửa mà ở buji đánh ra, chứ không phải lửa ở mobin. Bởi vì đôi khi lửa ở mobin nó vẫn đánh ra, nhưng mà có những cái trường hợp cục mobin vẫn có thể hỏng như thường. Đó, cho nên ý của mình đang nói ở đây là gì? Mình muốn anh em hãy vận dụng những cái kiến thức đơn giản, những cái kiến thức cơ bản thôi. Tức rằng như thế này này, mình hãy làm những cái công việc đơn giản trước. Đó, và nếu mình có thay thế phụ tùng, mình có thay thử một cái món đồ gì đó thì mình nên dùng những cái hàng tốt, hàng chính hãng để mình thử, thì nó sẽ không vật lại các bạn, được chưa? Bởi vì có rất nhiều anh em, cái phương pháp và cái cách làm các bạn làm rất là giống tôi làm, nhưng tại sao cũng có nhiều anh em làm được và cũng có nhiều anh em làm không được, là vì lý do có nhiều anh em là thay thế phụ tùng không đúng. Thay thế phụ tùng không đúng, và chúng ta cứ tiết kiệm, chúng ta thay những cái đồ không đúng thì nó sẽ vật lại chúng ta thôi. Tôi lấy ví dụ một ban bệnh như thế này. Một ban bệnh là một cái xe chạy không ngon, mất garanti, giảm ga hay chết máy thôi. Nhưng cái lỗi của nó chỉ đơn giản là ở cái buji thôi.
Thế nhưng mà có mấy ai đi làm UZI đâu. Các bạn chỉ hiểu rằng các bạn trong đầu các bạn lúc nào cũng cứ nghĩ FI thì phải làm cảm biến, FI thì phải làm cao siêu, làm kim phun, làm tùm lum hết, làm lỗi, làm test, làm lỗi gì xét này kia. Xin thưa với anh em là đừng đề cập cái vấn đề ban bệnh của cái xe nó đi sâu quá ha. Là bởi vì không có cái xe nào hỏng mà hỏng đến mức độ mà anh em phải đi vào chuyên sâu giống như là sản xuất một con xe đâu ạ. Mình nói thật đấy, tại vì kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ đơn giản là mình biết là anh em làm nghề đã lâu rồi, đó, làm nghề cũng lâu rồi, thì các bạn nghĩ đi, một cái xe vào thì nó quanh đi quẩn lại thì nó cũng chỉ có vài những cái ban bệnh đó. Thì những cái ban bệnh đó anh em gặp thường ngày thôi. Nhưng mà tại sao anh em làm không được? Thực ra không phải anh em dốt, tại không phải là anh em không biết, mà thực ra anh em biết nhưng mà do anh em làm nó bị sai thôi. Nó sai ở đây là nhiều khi mình làm đúng bệnh rồi nhưng mà mình lại không tập trung vào nó mà mình cứ nghĩ tới cái khác. Các anh hiểu không ạ? Đó, cho nên tiền lấy ví dụ đi nhá. À, ngày xưa khi mình chưa hiểu về FI nhiều thì các bạn sửa một cái xe không nổ thấy nó bình thường. Thế nhưng mà sau khi các bạn học FI về xong thì có rất nhiều anh em là trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới cảm biến, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới kim phun, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới IC, đó, lúc nào cũng nghĩ tới mã lỗi. Thì thành ra là anh em bị tẩu hỏa nhập ma. Đó, cái này mình gọi là tẩu hỏa nhập ma. Mà cũng chỉ vì cái tẩu hỏa nhập ma mà nó làm cho anh em phải vật lộn với xe và vật lộn với các ban bệnh. Đó. Và rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là các bạn làm không được. Rồi các bạn sợ. Các bạn sợ các bạn lại đi tìm thầy. Tìm thầy học, nhưng mà trong khi các bạn đi học rồi các bạn lại đi tìm thầy nữa các bạn học. Mà đi học lỡ thì sao? Học không bao giờ là thừa, nhưng mà học không đúng nơi, không đúng chỗ, học không đúng phương pháp thì anh em cũng không làm được. Ở đây cá nhân Tiến cũng vậy thôi, Tiến cũng dạy anh em, Tiến cũng chia sẻ anh em nhiều rồi. Những anh em nào mà học ở nơi khác mà về Tiến học lại thì cũng nói như vậy thôi. Thực ra không có ông thầy nào dở, không có ông thầy nào dốt. Ông thầy nào cũng có cái hay của mỗi ông, nhưng mà cái quan trọng nhất là đầu của chúng ta, cách làm của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ nhé, hãy nhớ cái lời Tiến chia sẻ này. Hãy vận dụng những cái gì mình được học rồi để mình nghiên cứu ra. Chứ không phải là mình học về mình chỉ có làm theo những cái gì mình đã học thì không bao giờ mình thành công được. Tiến nói thật đấy, không bao giờ thành công được. Bởi vì nếu như vậy thì ngày hôm nay các anh đi học, thế sang năm các anh lại đi học tiếp à? Sang năm nữa đi học tiếp à? Thế năm nào cũng đi học vậy à? Các anh có hiểu ý mình nói không ạ? Rồi, đó thì buổi tối hôm nay Tiến chỉ chia sẻ như vậy thôi. Thì cũng mong muốn là cái video này được chia sẻ, được loan rộng đến nhiều anh em thợ máy trên toàn quốc. Và Tiến cũng chỉ nhắn nhủ với anh em hãy dùng những cái khả năng mà mình đang làm nghề, mình vận dụng vào công việc hàng ngày đó. Chứ không nhất thiết gì mình phải đè nặng sâu vào những cái vấn đề xe đời mới đời cũ đâu các bạn nha. Rồi thì video của buổi tối ngày hôm nay là cảm ơn hơn 200 anh em mà đã theo dõi video này và chúc anh em gặt hái thật nhiều thành công trong những nghề nghiệp xe máy. Rồi và video này mình không xóa đâu, mình để cho anh em học hỏi nha. Anh em nhớ đấy, các bạn cứ học đi, chia sẻ cho nhau học. Những cái gì chúng ta biết hôm nay thì ngày mai nó là lỗi thời rồi, nên là cứ học đi, học hoài, chia sẻ đi. Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi nó không phải là của mình đó, còn cái gì là của người khác thì mình cứ lấy mình chia sẻ đi anh em nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em.